Xin chào mừng các bạn đang đến với chuỗi livestream các series livestream làm đẹp của hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn livestream về dịch vụ làm đẹp phun xăm rất là hot của Thu Cúc, đó chính là dịch vụ phun môi Nano Vicel. Không biết là trong số những khách hàng đang xem livestream ngày hôm nay, các chị em của chúng ta đã hiểu về dịch vụ phun môi Nano Vicel chưa ạ? Đây là một dịch vụ rất là mới chào hè năm 2019 của Thu Cúc và hiện tại đang nhận được sự quan tâm và mong chờ cũng như là trải nghiệm dịch vụ của rất nhiều các khách hàng khi đến với Thu Cúc. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng tiến lại gần hơn với khách hàng và chuyên viên đang thực hiện dịch vụ phun môi Nano Vicel thì xin mời các bạn cùng phân tích hình ảnh đôi môi của khách hàng nhé. Đây ạ, đây là hình ảnh đôi môi của khách hàng trước khi đến với chúng tôi. Các bạn có thấy không ạ? Nền môi hơi bị thâm sỉnh đúng không nào? Và nền môi không có đều màu nhau. Với cái tình trạng môi không đều màu và khô như thế này thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp phun môi để có thể khắc phục được tình trạng này. Bởi vì là nếu mà chúng ta dùng son bình thường thì có thể là son không ăn, hoặc là nếu mà chúng ta dùng son lâu thì nó vẫn có thể là ảnh hưởng đến môi của mình, làm cho môi mình bị thâm hơn. Và bây giờ không để lâu hơn nữa, xin mời các bạn cùng nhau tiến lại gần với khách hàng và chuyên viên đang trải nghiệm dịch vụ nhé. Những khách hàng nào mình đang xem livestream ngày hôm nay, mình có những câu hỏi, những thắc mắc về dịch vụ phun môi Nano Vicel của chúng tôi thì đừng quên là để lại câu hỏi, những thắc mắc của các bạn ngay dưới livestream để được Miu trả lời nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể gọi về số 1900 1920 để được hỗ trợ đặt lịch và tư vấn sớm nhất. Và như các bạn đang quan sát trên màn ảnh thì ngày hôm nay TV của tôi và hiện tại TV của chúng tôi đang tiến hành đi mồng môi rồi, đi ngoài viền môi và viền môi lên rất là sắc nét đúng không nào? Và cơ địa của khách hàng ngày hôm nay của chúng tôi cũng khá là lành tính, cho nên là kết hợp với cái việc mình ủ tơ kỹ trước 30 phút rồi với cái công nghệ phun môi hiện đại như thế này thì trong quá trình làm mình không có xảy ra hiện tượng đau, khó chịu hay là sưng tấy gì lên cả. Và với cái phương pháp phun môi Nano Vicel thì cũng sẽ rút ngắn, rút nhanh cái thời gian phục hồi của mình các bạn nhé. Những cái đầu kim siêu nhỏ của chúng tôi sẽ đưa mực phun xăm đi sâu vào trong cái tế bào môi của mình. Môi của mình sẽ được lên màu đúng màu hơn nè, lên màu nhanh hơn và bề mặt môi sẽ mềm mịn và mượt mà hơn. Nhờ có tế bào gốc Vicel nữa mà trong quá trình làm mình sẽ cũng cảm thấy rất là thoải mái. Về nhà thì cũng từ 3 đến 5 ngày thôi thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình bong vảy môi của mình. Hiện tại thì bên Thu Cúc của chúng tôi có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi khuyến mại cho tất cả các dịch vụ luôn, từ đại phẫu, tiểu phẫu và cả dịch vụ phun xăm nữa, phun môi Nano Vicel nữa. Những khách hàng nào mình có đang quan tâm đến cái dịch vụ của chúng tôi thì đừng quên là để lại số điện thoại ngay dưới livestream của chúng tôi nhé. Mà các bạn cũng có thể cảm nhận được là khách hàng của chúng tôi trong quá trình làm cảm thấy vô cùng thoải mái đúng không nào? Hy vọng rằng là livestream ngày hôm nay đã tiếp thêm động lực cho các chị em của chúng ta để đến Thu Cúc có thể tân trang lại đôi môi của mình. Còn bây giờ thì không làm việc khách hàng cũng như chuyên viên đang thực hiện dịch vụ thì tôi xin được kết thúc livestream tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.